nó thật ra là cái tủ lạnh cộng đồng này á là xuất phát từ ở Mỹ rồi Foodbank Việt Nam triển khai. Vì thế Foodbank Việt Nam á là cũng là một cái mô hình mà cái tổ chức là cái ngân hàng chứa thực phẩm, nó có từ Mỹ hoạt động từ 60 năm nay rồi. Để cho những cái tấm lòng nó chung chuyển, nó tìm đến với nhau á, đó cái kiểu như vậy. Rồi ai có thì bỏ vào, còn ai mà không có thì là đến mình nhận. Thường á là tụi anh tủ lạnh này để nhiều nhất tụi anh để là trứng này, với lại một số cái loại thực phẩm mà gọi là rau củ thôi. Ví dụ bí hoặc là những cái thùng đó tụi anh để những cái sọt ở bên ngoài. Có gạo với rau, nhưng mà làm mỗi người nhận gạo rồi mình bỏ nhận rau.